Xin chào tất cả các anh em à, cũng mất một thời gian thì không quay thêm các cái mẫu lồng cho anh em xem. Thì ngày hôm nay thì siêu thị lồng chim lại quay cho em một cái mẫu lồng à, đây là mẫu lồng trào màu nóc tàu và tích của nó là tích chạm hoa lá tre nhá. Đây này. Đấy, đây là vừa hoàn thiện xong một cái cặp đôi lồng trào màu nóc tàu cho anh em để trả hàng cho anh em. Với chiếc lồng này thì có 3 cầu thẳng. À, cái như cái nóc tàu thế thôi nhưng mà rất là chắc chắn, anh em hoàn toàn yên tâm khi mà mình sử dụng nhá, vì nó có điều chỉnh cân đối, mọi thứ đều chuẩn kỹ thuật. Đây là cái lồng chất liệu gỗ mun nan tre, à đây là nan trúc ạ, nan trúc gỗ mun nan trúc. Lý do vì sao mà siêu thị lồng chim chọn nan trúc, bởi vì nan trúc nó sẽ rất là đều màu đó. Chiếc lồng trào màu nóc tàu nóc giả tàu rất là xinh, anh em mà treo chiếc lồng này trong nhà rất là đẹp luôn. Em sẽ quay cái phần đáy lồng cho anh em xem nha. Đây, đây là phần đáy lồng này. Anh em mà thấy chiếc lồng này phù hợp thì hãy liên hệ trực tiếp với siêu thị lồng chim để đặt hàng. Số điện thoại là 0984 217 365 hoặc 0964 27 85 85 để có thể sở hữu cho mình một chiếc lồng trang hóa lóc tàu này nhé. À, xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.